đã đến với kênh YouTube của Nhung Đỗ. Hôm nay là chúng ta đến với bài tập thứ 3 trong chuỗi 14 ngày để có vóc dáng hoàn hảo nha các bạn. Bài tập lần này các bạn sẽ tập toàn thân cùng với tạ, sau đó chúng ta sẽ tập eo cùng với tạ. Nếu như chị em và bạn nào không có tạ thì chúng ta có thể sử dụng cái chai nước suối tại nhà mình cũng được, chỉ cần một chai thôi. Và bạn nào muốn mua tạ thì các bạn có thể lên Shopee để mua nha. Chúng sẽ để link bên dưới phần miêu tả. Bây giờ bắt đầu tập luyện thôi. Rồi, thì chúng ta bắt đầu vào bài tập nha. Hai chân tách nè, cho hai chân hít sâu, hoặc thở ra sâu, hoặc thở ra sâu nhá. Một lần nữa hít sâu và thở ra. Các bạn cho hai tay mình ngang ngang, ước cầm bàn tay xuống, giữ hông lại,
quên chia sẻ và ủng hộ kênh YouTube của Nhung Đỗ bằng cách đăng ký và nhấn chuông khi nhận được những video mới nhất. Bye bye!